Ai chà, ai chà, ai chà, ai chà. Ở đây ai đã từng ít nhất một lần chia tay rồi ạ? À? Ai? Chia tay thì cũng có rất là nhiều cách khác nhau. Vậy thì cách nào sẽ được mọi người áp dụng nhiều, hoặc là cách nào là những cách độc lạ? Hãy cùng xem nha. Cho Nhã hỏi một chút cái chuyện này một tí. Tại vì nếu như mà mình chưa bao giờ chủ động chia tay một ai đó thì làm sao mà chia sẻ được? Cái gì? Nhã chưa bao giờ đá người ta hả? Gian dối thưa quý vị, gian dối. Ngày xưa dẫn một dòng trải nghiệm với tôi, tới năm thứ hai đá tôi mà đi. Đá tôi mà đi. Bây giờ trên sóng truyền hình dám nói là không đá ai bao giờ. Như vậy là sao? Ủa cái đất tụi mình có yêu nhau đâu? Yêu nhau đâu? Trời ơi. Vậy là tôi bị lộn hả? Tôi bị nhầm. Thôi không sao. Lý do vì sao mà Nhã nói rằng là Nhã chưa bao giờ đá ai bao giờ? Thì là ngược lại là bị người ta đá mình thôi. Sao vậy? Một cô gái xinh đẹp như thế này, cô gái đoan trang hiền thục như thế này, có điều là tuổi có hơi lớn chút xíu thôi. Tất cả mọi người đều chia tay Nhã à? Chắc là phải đi hỏi người ta chứ. Nhã là Nhã thua, Nhã không biết. Các cô gái có ai trong trường hợp giống như Kim Nhã không? Toàn là bị đá không chứ chưa một lần nói là chia tay không? Thấy Kim Thanh có vẻ nước mắt quá nhiều. Nói chung là cũng có từng bị người ta đá đúng không? Bị người ta đá mà không rõ lý do. Nhưng mà đến cái mức mà từ trước đến giờ đều chưa có đá ai thì có vẻ cũng hơi hiếm. Ở đây chỉ có mình Nhã là kỷ lục thôi đó. Nhã là hàng hiếm hả? Sau những cái lần như vậy bạn có còn tin về tình yêu nữa không? Có chứ. Tin, vẫn tin, tin miệt mài luôn. Cho nên tới bây giờ vẫn chưa có người yêu luôn. Ra thì theo lúc thì là chắc là không phải là Nhã chưa bao giờ Nhã chưa bao giờ đá người ta. Được đá. Được đá người ta. Được chia tay với người ta. Chắc là có thể là tại vì có những người dạng như vậy. Có nghĩa là họ làm biến á. Cứ dai dẳng gì đó rồi họ không có nỡ nói ra lời chia tay á. Có nghĩa là họ rất là ngại phải nói cái chuyện đó. Coi như là hết yêu rồi mà vẫn không muốn chia tay đúng không? Đúng rồi. Và họ buộc là họ cứ thôi để vậy đi. Thôi họ muốn người kia phải chia tay trước. Chứ họ không muốn. Coi như là lúc nào cũng đóng cái vai tội nghiệp hết đúng không? Dạ đúng rồi, tôi hiểu Kim Nhã quá mà. Thôi, mà đó là câu chuyện của Kim Nhã. Chúng ta sẽ bàn luận một lúc nào đó khác sau. Còn bây giờ, quay lại chủ đề đầu tiên ngày hôm nay. Kiếm chuyện cãi nhau, giãn dần khoảng cách để dễ dàng chia tay. Cô nàng nào sẽ là người chia sẻ câu chuyện này? Xin mời em. Em tên là Mai Bích Trâm. Hiện tại thì em đang là diễn viên tự do. Thì cái câu chuyện đó là cái câu chuyện mà em muốn chia sẻ ngày hôm nay. Em có một người bạn trai. Mối tình đó thì kéo dài khoảng một năm. Nhưng mà sau khi mà có một cái thời gian gắn bó như vậy thì em cảm thấy là anh đó chưa hiểu em, chưa có tiếng nói chung. Em thì lại không muốn là nói chuyện một cách thẳng thừng. Em mới tìm cái cách là mình giãn cái thời gian ở gần nhau. Giống như là mình sẽ ít đi chơi, ít gặp nhau. Rồi đôi khi thì cũng muốn kiếm chuyện để cãi nhau như vậy á. Nói chung là em sẽ có những cái lý do để cho ảnh giận hay cái gì đó để cho mình có thể chia tay á. Đau lòng quá. Rồi cuối cùng có chia tay không? Dạ chia tay rồi anh à. Là em đá được người ta đúng không? Dạ. Rồi chúc mừng em. Nói chung là cuối cùng thì mục đích của em cũng đã đạt được. Mình đã đá được người ta một lần trong cuộc đời. Em ơi, cho em hỏi là cái em có thể với bạn trai đó, người ta có nhắn tin, người ta có chèo kéo cái tình cảm? Dạ có, nhưng mà chỉ là một hai lần thôi. Tại vì em nghĩ là em đã chia tay theo kiểu là rất là văn minh á. Văn minh. Nên là anh cũng tôn trọng em á. Văn minh là cãi nhau là văn minh. Tôn trọng á, không có níu kéo nữa. Anh hiểu rồi, em be smart. Anh hiểu rồi. Sau khi mà Trâm chia tay như vậy rồi thì Trâm có vui hơn không? Tất nhiên là mọi cô gái khi mà chia tay là đâu có phải là vui đâu anh. Thì cũng là buồn. Nhưng mà em cho phép em buồn trong một khoảng thời gian đó thôi. Nhưng mà em cũng sẽ có cuộc sống của em trở lại. Phải tìm người mới đúng không? Người mới. Dạ em không có tìm người mới. Không tin. Em đã đặt mục tiêu là em phải chia tay. Em chia tay được là em phải mừng. Em không có mừng. Đúng không anh? Buồn muốn xỉu. Chắc xỉu. Tính ra tôi thấy là cái chuyện là các bạn nam coi chừng bị gài. Đúng không anh? Mình cứ tưởng là mình hay, nhưng mà ai về là phụ nữ người ta tính toán hơn mình. Đó. Bích Trâm là một minh chứng cho cái điều đó. Em tò mò là bạn này kể là khi mà chán chàng trai đó rồi muốn chia tay thì có nghĩa là mình sẽ kiếm rất là nhiều lý do để xảy ra cãi vã. Thì em tò mò về việc là mấy cái chàng trai ở bên kia đã từng gặp cái hoàn cảnh như vậy chưa?
Trời ơi, chị hỏi anh Phấn đi chị, nãy giờ Phấn hỏi em quá trời. Mới hỏi một câu một rồi anh Phấn chia sẻ đi. Thấy chưa, thấy chưa, bây giờ trả lời đi. Bóng đèn nhiều lắm bạn ơi. Nói sao nghe cho lọt lỗ tai nha. Thật sự thì cũng gần giống như vậy thôi, chứ chưa đến hẳn là phải tìm những lý do mà để chia tay bạn mình. Nhưng mà cái lúc đó là theo Phấn nghĩ hồi xưa nha, tại đó là còn thời đi học. Thì cái khoảng thời gian đó mình có thích và có gọi là yêu nhau và yêu trong thời học sinh, thì lúc có khoảng thời gian mình nhận định được là mình không nên yêu lúc đó nữa. Thì mình mới chủ động mình làm khoảng cách xa hơn, nhưng mà không thấy nổi là phải dòng ve, không thấy nổi là phải làm những câu chuyện nó phải khiến những người khác phải ghét mình. Khoảng một tháng là xong rồi, Phấn nhất định Phấn nói thẳng luôn, Phấn nói là mình phải còn học. Mà bạn nó rất tôn trọng, cũng buồn luôn, nhưng mà hai đứa khoảng một thời gian sau vẫn muốn quay lại với nhau nữa, thật sự là yêu lắm. Lúc đó em nhớ là học lớp 9. Nít quỷ. Hai người có muốn quay lại, nhưng mà lúc đó em như là em có lý trí hơn sao á, em quyết định là không quen nữa. Và mình tiếp tục đi học cho đến ngày hôm nay. Nói chung mình là thầy giáo mà, mình yêu học sinh được không? Được không? Bao nghĩa là thực ra đây cũng một cái cách mà chúng ta cũng thường hay sử dụng trong cái mối quan hệ. Đừng có nói là mình chán người ta nghe tội nghiệp lắm. Thực ra một cái mỹ từ mà người ta hay nói rằng là thôi chắc là chúng ta hết duyên ở đây rồi. Đấy, em sử dụng cái chiêu đó đó. Anh cũng y chang vậy đó. Thì chúng ta có cách chia tay đầu tiên, đó là cách cười bích trăm. Chúc mừng em một lần nữa đã thành công. Rồi, tới câu chuyện thứ hai ngày hôm nay. Trước ngày kỷ niệm một năm, đề nghị thử xa nhau một tuần để kiểm nghiệm tình yêu. Chia tay rồi vẫn nuối tiếc. Cái này hơi khó ha. Hơi khó lắm. Hình như tôi thấy là cái gu gì mà cứ đợi tới một năm mới chia tay là hơi căng đó. Hai người. Bây giờ thử ra câu chuyện này của Đây là câu chuyện của em. Cái cách chia tay của em á, khi mà mình còn con nít một xíu thì mình sẽ kiểu giận một tí là sẽ nhắn tin chia tay. Nhưng mà bây giờ lớn rồi thì mình chia tay theo cách của người lớn. Và cách của người lớn thường là kiểu là chúng ta tạm xa nhau một thời gian đi, để có thời gian suy nghĩ, để hai đứa có cảm nhận là có còn yêu nhau nữa hay không, để mình có thể tiếp tục với nhau. Thì em kể về cái chuyện tình sâu đậm nhất của em. Bao nhiêu năm? Một năm. Hả? Sâu đậm nhất một năm hả? Wow. Không có nghĩa là có những cái mối tình kia em quen lâu hơn nhưng mà không có sâu đậm bằng người này. À, ý mà là về cái mặt sâu thời đậm gian nó không quan trọng anh. Rồi. Có nghĩa là hợp nhau hay không, có nhiều kỷ niệm với nhau hay không. Em với bạn này quen nhau rất là vui, rất là hợp nhau, nhưng mà có rất là nhiều vấn đề, có rất là nhiều lý do để không có thể nào mà đi xa với nhau được. Ví dụ như là tư tưởng sống khác nhau. Ban đầu thì em chấp nhận cái việc đó bởi vì em nghĩ rằng là em còn trẻ. Khi mà em phát hiện ra rằng là nếu như mà em tiếp tục quen như vậy thì tình cảm mình vượt qua giới hạn, có là mình có thể là sẵn sàng từ bỏ tất cả để theo tình yêu. Đó. Tại sao lại không nhỉ? Vậy cũng được mà. Tại sao lại không nhỉ? Nhưng mà vấn đề ở đây là cả hai đứa đều nhận ra được điều đó. Nhưng mà có yêu nhau không? Khi mà chia tay vẫn còn rất là yêu. Nhưng mà yêu nhau mà tại sao lại sợ đến với nhau? Không thấy được tương lai. Với lại trong cái thời gian đó thì bạn này thì cũng có thay đổi với em. Và em cảm thấy giống như là bị tủi thân á. Và em mới cảm thấy chán nản rồi. Trước đó là 7 ngày là sẽ là ngày kỷ niệm 1 năm của bọn em. Thì em nói là thôi bây giờ mình cho nhau thời gian để mình suy nghĩ lại mình có nên tiếp tục với nhau hay không. Và bạn đó cũng thừa nhận rằng là đúng là hai đứa có rất là nhiều vấn đề. Và anh nghĩ là anh cũng cần thời gian để suy nghĩ. Rồi bữa đó hai đứa hẹn nhau đi uống nước, rồi xong rồi hai đứa mới ngồi ai về nhà nấy. Chưa tới 7 ngày, tới ngày thứ tư thì bạn đó mới nhắn tin hỏi em có muốn quay lại hay không. Lúc nào cũng là con trai. Thực sự là em cũng nản lắm rồi. Thì em mới bảo là thôi mình dừng lại. Nhưng mà sau đó thì em mới phát hiện ra là em còn rất rất nhiều tình cảm với người này. Và em đã chủ động liên lạc lại để quay lại với nhau. Nhưng bạn đó không đồng ý. Coi như là cái chuyện mà hai người lúc bắt đầu xuất phát điểm là đồng ý cùng một thời điểm. Đúng. Là mình tách rời nhau ra. Đúng. Nhưng rồi khi mà cả hai mong muốn quay lại thì lúc người này muốn thì người kia không muốn. Đúng, và ngược lại, đúng không? Tôi nhớ trong bộ phim BS I Love You á, là có một cái đoạn là cái bạn bartender hỏi nữ chính là thật ra cuối cùng là phụ nữ nghĩ cái gì. Thì người nữ chính mới nói với cái người bartender là gì? Thật ra phụ nữ họ không biết họ muốn cái gì đâu. Bản thân họ chết không biết thì làm sao hết biết. Giống như đáy đại dương. Đi đáy đại dương đúng không? Đáy đại dương nó còn cái đáy. Sâu thẳm. Cái đáy đại dương nó còn cái đáy. Nhưng mà sao cái mối tình này thật là có hối hận không? Nếu mà lúc đó mình chịu chấp nhận cái lời quay lại của người chàng trai đó thì chắc có lẽ. Em là người cũng khá là lý trí trong công việc lẫn tình cảm.
Nhưng mà cái thời điểm mà khi mà em chủ động quay lại với người đó thì em xác định rằng là em sẽ không quan tâm tất cả mọi thứ nữa. Nhưng mà người đó không đồng ý. Thì lúc đó giống như là kiểu tất cả mọi hy vọng của mình đều bị dập tắt hết. Cũng giống như lúc mà bạn trai đó gọi cho bạn để hỏi cái việc mà quay lại hay không, bạn cũng say no thì bạn nó cũng bị mất đi cái tự trọng ấy. Nên là nó bị tổn thương. Nó bị tổn thương chút ấy. Em nghĩ là tại sao nếu mà con trai thì vẫn còn yêu, rõ ràng là khi mà phụ nữ người ta đã bỏ hết tất cả, người ta kêu quay lại rồi, thì tại sao con trai không bỏ con đi cái tôi của mình, quay lại tôi của đàn ông. Vẫn có niềm kiêu hãnh của con trai mà. À, có nghĩa là đằng cái tôi của đàn ông còn cao hơn cả tình cảm của phụ nữ dành cho họ. Tại vì đôi lúc á, nó có những quyết định của người đàn ông nó mang cái tính chất, cái giá trị rất là lớn. Cho nên là họ, ví dụ như họ đã bị sai lầm một lần rồi thì họ buộc không được sai lầm lần hai. Tại vì nếu mà lỡ cái sai lầm lần hai, cái hậu quả nó nhiều hơn lần nhất, lần đầu tiên thì như thế nào? Thật ra đàn ông á, dù cho có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì trong tình yêu họ cũng là con nít hết. Họ luôn luôn mong muốn được yêu chiều, được cưng chiều. Và một khi mà họ là yêu một cách thật lòng mà họ yêu bất chấp tất cả mọi thứ. Nhưng mà nếu một khi mà họ bị tổn thương rồi thì đau lắm em. Dạ đúng rồi á. Ủa em xem biết đàn ông hay quá vậy. Thật ra là vậy nè, em không có làm việc với nữ giới nhiều. Em làm việc với nam giới là đúng. Chính và tại vì trong đoàn phim của em đa số là 90% là con trai rồi. Những bạn talent trẻ của công ty em thì cũng là những bạn nằm trong lứa tuổi đang yêu và mới lớn. Và khi mà em làm việc với họ dài như vậy á, thành ra là em tự thấy được là đàn ông con trai họ rất là yếu đuối á. Yếu đuối thiệt. Tại vì em nói hộ lòng chúng tôi. Nói tiếp đi Vân. Không phải là em binh, nhưng mà cái này là có thể là do một phần kinh nghiệm của em thôi. Họ rất là dễ tổn thương, có nghĩa là phụ nữ cho dù nhìn rất là mềm yếu nhưng thật sự ra nhiều khi cô gái rất là mạnh mẽ. Đàn ông thì khác, ví dụ như là anh ta càng lạnh lùng á, hay là anh ta càng kiểu như là bất cần á, thì khi mà chỉ cần tổn thương anh ta một cái thôi là anh ta giống như là cả thế giới quay lưng lại bên ta á. Phải có một thời gian dài ra người ta mới ổn được cái chuyện đó. Cảm ơn thầy quá. Cảm ơn Lúc Vân đã nói những nỗi niềm của chúng tôi. Những cánh mày đâu. Anh không ngờ là Lúc Vân lại có thể hiểu tâm tư của đàn ông đến như vậy. Hiểu chứ. Anh hỏi em một câu được không Vân? Tại sao em hiểu đàn ông đến như vậy mà em chưa có người yêu nữa Vân? Dạ chính vì em hiểu là em không có. Có nghĩa là em quá hiểu nên thành ra rất không là phải. Khó. Anh bảo không sợ, sợ cho người được mình yêu đau lòng. À. Nên vậy mới không tìm được người yêu. Tôi nghĩ là từ số sau tôi sẽ mời Lúc Vân ở đây ngồi làm MC nữ với tôi luôn. Phân tích tâm lý đàn ông. Vi, anh hy vọng rằng là câu chuyện của em thì mình đừng để cho mình bị nuối tiếc một lần nào nữa. Nếu mà lúc đó yêu được người ta thì cứ nói là yêu, chứ đừng có làm tổn thương người ta một lần rồi, từ chối người ta một lần rồi thì cái cơ hội quay lại nó có nhưng mà nó ít lắm. Cái là kinh nghiệm đàn ông chia sẻ. Đúng rồi. Đây là em thôi.